Đây là vàng T9 Pro. T9 Pro thì anh em chúng em đang test để gửi cho anh Phương ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. T9 Pro là một chiếc vàng giá rẻ bình dân nhưng mà hát rất hay. Nhờ có chip xử lý là DSP và lại có tích hợp sẵn giải mã nữa. Và đây một chiếc vàng 6G nữa đang test cho anh cất ở Hà Tiên, Kiên Giang. Cảm ơn hai anh đã ủng hộ. Đây, em chúng em sẽ đấu vào rồi test thử cho các bác anh em cùng nghe. Rồi. Em bỏ cái vang 360 ra. Đấy, bỏ cái vang này ra. Đấu và cũng như là hướng dẫn luôn cho các bác và anh em cái cách chúng ta kết nối nhá. Với những chiếc vang như này thì có thể ghép với âm ly được mà ghép với lại đẩy lên vang cũng được, mà ghép với cục đẩy như em đang ghép đấy cũng được các bác nhé. Rồi, đằng sau cái vang này nó để ý, em để ý nào. Các bác và anh em cũng thế. Sau nó ghi là right out với left out. Đây là hai đường ra để chúng ta xuống cục đẩy nhé. Rồi, em cắm đi. Hoặc là chúng ta có thể đấu với âm ly thì chúng ta đấu qua đường này. Đường output này và nó ghi là surround đấy. Đấy, đường này và đường này. Ở cái đường này đường trung tâm, ở đây là đường lo trầm. Rồi. Bên này thì nó là tín hiệu vào, thì anh em có thể lấy tín hiệu từ TV này. Đó, hoặc là từ đầu đĩa vân vân. Thì có hai đường AUX hoặc là VOD thì cắm một trong hai. Rồi, ok. Đấy là với vàng con 6G các bạn nhé. Ở riêng con 6G thì có thêm điều khiển từ xa. Còn T9 Pro thì nó sẽ không có các bạn nhé. Rồi, em cứ thử lần lượt từng con một dưới con 6G trước đi. Rồi. 6G thì nó là toàn hộ hoàn toàn bằng số, bằng phím mềm. Đó, đây là tăng giảm âm lượng của nhạc này, đây là tăng giảm âm lượng của mic này. Đó. Đó. Rồi. Đang cắm ở đâu thì các bác và anh em ấn cái nút xoay này. Đang cắm ở VOD hay là AUX nhỉ? AUX ở đây, ấn. Rồi. Có tiếng rồi đấy. Mở cho anh bài nhạc khác đi. Chiến, mở cho anh bài nhạc khác. Rồi. Thử tiếng mic cho các bác nha. Hai con T9 Pro à? Rồi, thử 6G trước đã. Con 6G thì nó có 3 cổng cắm mic ở phía trước và 2 cổng cắm mic ở phía sau. Toàn bộ những phím tinh chỉnh ở đây là phím chìm. Và echo thì anh em có thể to nhỏ được ở phía trước đây. Anten thì có anten ở phía trước cho nó sóng nó khỏe quá nhé. Đang cắm rồi mà. Đó đây. Đó đây, đây anh ạ. Này. Lên luôn này. Lấy cho anh cái điều khiển của cái vang 6G ở trong hộp đi. Trong hộp nó có cái điều khiển đây rồi. Ok, lắp cho anh cái pin. Bỏ tạm cái vang T9 lên nhá. T9 lên tí nữa thì test sau nhá. Thử cho anh em nghe cái tiếng mic tiếng nhạc. Tiếng nhạc để phòng nó rất hay rồi. Nó rất hay rồi. Đợi tí nó điều khiển cho anh dễ. Đây kia, Chiến đang cầm điều khiển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây, đây to nhỏ vào nhạc này. Nhỏ nhạc này, to nhạc này. Đây mới để phẳng ra thế này các bác nhé. Bass chép đánh rất tách bạch. Anh em có thể tăng giảm bass chép ở trên điều khiển này. Đây là giảm chép này. Đó, giảm chép này, tăng chép này. Đó, tiếng rất hay luôn. Rồi, giảm bass này. Tăng bass này. Đấy, trên màn hình nó cũng sẽ hiển thị luôn này. Alo, 1, 1, 2, 3. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, à, tùy theo từng 6, 7, loa nữa. Lên theo từng loa nữa, anh em có thể tinh chỉnh theo theo sở thích của mỗi người. Ví dụ như có những loa mà nó nhiều bát, nó dư bát thì anh em có thể giảm bớt đi. Ví dụ như con VKF 900 này nó nhiều bát quá. Nó tận 2 bát 2 nhâm. Thì anh em phải giảm bớt được một chút nhé. 5, 6, 7, 6, 7, 1. Lưng. 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 5, 6, 1, 2. Lưng. 1, 2, 5, 6. Bài hát được mang tên cái chất âm của cái chiếc vang 6G này rất là hay. Cái tiếng echo của nó quyện vào nhau với reverb nó rất là ngọt ngào. Ở đây là bản thân của nó là sử dụng một chiếc chip DSP vang số. Xin lỗi anh em, chúng em đang đóng hàng, nó sẽ có tiếng cọt kẹt một tí, các bác thông cảm nhé. Rồi, và quay về với chiếc vang của chúng ta ngày hôm nay thì đó là nó sử dụng một chip DSP như một chiếc vang số, và khi mà chúng ta tăng echo tổng này lên thì echo và reverb nó tự động nó quyện lại nhau theo một cái tỷ lệ nhất định và làm cho cái giọng hát của chúng ta nó rất mượt mà, ngọt ngào. Ở bên cạnh đó thì nó chống hú rất là mạnh nữa, và đầy đủ các cổng kết nối như là Bluetooth này, đầu đọc USB này, cổng quang này, điều khiển từ xa nữa này đó, và nó dễ dàng phối ghép với bất kỳ thiết bị nào chúng ta đang sử dụng gia đình, dù cục đẩy, dù là đẩy liền vang hay dù âm ly thì chúng ta vẫn có thể phối ghép được với cái chiếc vang 6G như này. Đây có thể nói là một cái phiên bản dễ sử dụng, hát hay và nhiều tính năng ưu việt. Và cái quan trọng là cái giá của nó cũng rất là hợp lý các bác nhé. Giá chỉ có 3.200.000 đồng cho một chiếc vang chính hãng 6G như này thôi. Anh em có quan tâm, có nhu cầu có thể để lại số điện thoại hoặc gọi điện trực tiếp theo hai số máy hotline của chúng em ở trên màn hình là 0975386726 hoặc 0963866622. Sản phẩm này là hàng chính hãng, thương hiệu Vuibot của Mỹ, được bảo hành cho chúng ta trong vòng 1 năm. Sản phẩm lỗi sẽ được đổi mới luôn cho các bác nhé. Và đây cũng là đơn hàng của anh khách hàng của chúng em ngày hôm nay, đó là anh Cất ở Kiên Giang, có bàn số điện thoại cuối là 958. Cảm ơn anh Cất đã ủng hộ chúng em một dàn cầm chiếc vang 6G ngày hôm nay, và anh đã đặt cọc cho chúng em trước rồi 1 triệu rồi. Xin cảm ơn anh và hẹn gặp lại anh Cất ở những sản phẩm tiếp theo.